Chào mừng ngày 8 tháng 3, ngày Công ty Phụ Nữ với anh em ban tổ chức của thôn Tiên Hòa 3 đã làm tất cả những gì có thể. Xin chúc mừng chúng ta đây, quý vị hãy cho chị em của thôn Bà Em bước trang vào tay rất đông nhiệt đấy quý vị. Giải vô địch. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn chị Tuyết, xin cảm ơn anh Hà, xin cảm ơn anh Thắng. Và hiện bây giờ xin được trân trọng kính mời thôn Tiên Hòa 2 anh Hà và bông hoa tươi thắm của anh em chúng tôi. Vâng ạ, tôi thấy có mười mấy người. Chào những bông hoa tươi thắm cho chị em. Bảnh lưu niệm và có nhà nhiếp ảnh gia cũng như là anh Hoàng thôn Bái Ân cũng sẽ quay trực tiếp truyền hình trực tiếp những trận đấu tiếp theo. Mong rằng tất cả quý vị một tràng pháo tay rất đồng nhiệt của tất cả quý vị đi ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn tới chị. Xin được trân trọng kính mời. Hôm nay anh được tặng quà hết nhỉ. Tình cảm, từ yêu thương của quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Nay mùng 8 tháng 3 chị em được quý vị và hiện bây giờ xin được trân trọng kính mời tiếp theo xin được mời chị anh Hoàng. Chúng ta hãy trở về sân khấu trao những bông hoa tươi thắm cho chị em. Để anh Hoàng chụp ảnh lưu niệm ạ. Vâng, một tràng pháo tay của quý vị đi ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ đó là sau đó là chị em cùng với tất cả anh em của tươi thắm này. Xin mời. Xin được những bông hoa tươi thắm 101 bông hoa hôm nay cho chị em 8 tháng 3 luôn nhá. Xin mời. Không được, không được, không được. Làm phải không được, mất quan tâm ạ. Thấy vui quá, thấy vui quá. Vâng, xin mời chị Tuyết sẽ dán lại sân khấu để chụp ảnh với các chị em. Chúng ta lại thấy ít vỗ tay, một tràng vỗ tay của quý vị được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, hiện bên thầy Tuấn cũng sẽ trở về trận vừa qua. Xin được trân trọng kính mời. Đây là tặng hoa trọng tài. Xin một tràng vỗ tay rất đông nhiệt của tất cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn các anh rất nhiều. Đó 4. Xin được lên sân khấu một phút. Xin mời. Tuyệt vời. Những bó hoa chúc mừng ngày 8 tháng 3 cũng như là một chút tình cảm. Không ở chỗ này. Xin được cảm ơn hai anh, xin được cảm ơn hai trưởng đoàn. Cho thôn Tiên Hòa 3. Xin mời. Cho thôn Tiên Hòa. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, hai chị cứ đứng sẵn lại sân khấu. Xin một tràng vỗ tay của quý vị ạ. Vâng, và không ai khác, xin được bước lên sân khấu. Xin được mời anh Hoàng Văn Thắng, anh Hoàng Ngọc Hà, anh Nguyễn Văn Hòa hãy bước lên sân khấu để chúng ta bế mạc trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Đôi, xin mời các anh em chúng ta cùng lên sân khấu để chúng ta chụp ảnh lưu niệm với bốn đội trưởng. Xin mời buổi giao lưu bóng chuyền hơi năm 2024 nhân ngày 8 tháng 3 một lần nữa chúng tôi xin được đỡ đời cho tất cả anh em. Xin kính chúc một ngày 8 tháng 3 thật là vui tươi, tràn đầy niềm vui hạnh phúc cùng với gia đình. Và chúng tôi khép lại chương trình giao lưu bóng chuyền hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và những tràng pháo tay thân nồng nhiệt của tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều.